Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm trước em có làm một cái cây lọc nước đa năng và đã giới thiệu với các bác về cái nguyên lý hoạt động của cây lọc nước rồi. Thì hôm nay em sẽ tiến hành chia sẻ với các bác cái cách làm cây lọc nước này nhé. Thì đầu tiên các bác chuẩn bị cho em hai cái bình ống 160 và 70 phân ống của 160. Còn đây là cái đường ống 48 đã được em cắt lọc đây các bác. Thì ở đây em khoan cái lỗ nắp bình cho nó vừa cái ống 48 để đút qua nhé. Sau khi đưa cái phần ống lọc qua thì các bác dùng keo hay thành phần để gắn lại cho em nhé. Đây, sau khi gắn xong thì em được một cái nắp bình với màng lọc như thế này các bác. Và các bác dùng cái côn thu 4827 và gắn tiếp vào cái phần dưới của cái nắp bình cho em nhé. Bên trên đây là cái nắp bình 48 đã được em cắt thành lỗ đây các bác. Sau này mình sẽ làm cái hệ thống lọc nước. Còn cái nắp bình còn lại thì các bác khoan cho em một cái lỗ vừa cái ống 27 và đùn qua, sau đó cũng tiến hành gắn keo lại. Ở cái phần của ống 48 ấy, sau này mình làm cái lọc ngược bên trên thì các bác cắt cái ống 48 cho em và khoan một lỗ qua ống 48 nhé. Thì cái phần lọc đây các bác cắt làm sao cho nó vừa cái lọc ở bên trong lòng ống thôi. Đây, như hình em đang đưa cho các bác xem này. Thì sau đó ta cũng dùng keo hay thành phần để gắn chắc lại. Ở phần bên dưới của cây lọc thì để em gắn 3 ống 34 để làm cái chân đỡ cho cây lọc các bác nha. Và phần đầu trên nắp bịch 160 ống 27 thì các bác gắn cái rắc cua 27 vào cho em đấy, để sau này mình dễ tháo lắp. Đây, sau khi gắn rắc cua thì các bác dùng cái T27 và tiếp tục gắn vào phần bên trên của rắc cua. Tiếp theo đó là các bác dùng một chiếc khóa 27 nha, ta tiến hành gắn vào phần một bên của T. Thì ở phần bên dưới của màng lọc 48 thì các bác dùng một T 4827 gắn vào cho em nhé. Ta làm cái này để sau này có tác dụng là ta có thể thao nước lọc ngược được các bác ạ. Thì ví dụ như sau này mình cần thao cái cặn bẩn ở phần bên trên thì ta sẽ xả cái đường khóa cái T4827 này. Và các bác dùng một nắp bịch 4827 các bác bịch cái phần đầu ra cho em nhé. Bên dưới thì ta tiến hành gắn tiếp một cái khóa 27 vào. Đấy, cái này để sau này ta có thể xả cặn bên dưới các bác. Ở bên dưới cái phần bịch lọc đáy thì nếu các bác mà không muốn dùng ba cái cây 34 này làm cái chân đỡ thì ta có thể hàn một cái khung sắt để làm chân đỡ cũng được các bác nhé. Thì ta sẽ không phải làm ba cái ống 34 này nữa. Thì sau đó bác cũng dùng cái rắc cua và gắn lại. Và ta cũng tiến hành gắn một chiếc T27 lên các bác. Đây, như hình em đang giơ cho các bác xem này. Sau đó ta cũng dùng khóa 27 và gắn vào một bên của T luôn các bác nhé. Thì cái phần khóa 27 này sau này có cái công dụng là ta sẽ xả cái cặn bẩn mà nó đóng ở dưới đáy các bác ạ. Đây, ví dụ sau này cái cặn bẩn nó đóng ở dưới đáy thì ta sẽ cho nước bên trên nó ép xuống thì nó sẽ cái cặn bẩn nó sẽ thiêu cái đường khóa 27 này và chảy ra ngoài các bác nhé. Tiếp theo em sẽ gắn cái kề ống 160 vào cái nắp bịch các bác. Đây, các bác bôi keo hai đầu kín cho em và gắn vào nha. Sau khi gắn ống xong thì các bác chuẩn bị cho em một ít sợi sông tua đây các bác. Các bác giữ đi và đổ vào cái phần bên đáy lọc cho em nha. Thì các bác đổ làm sao mà lút cái phần ống lọc em cắt là được.
thì ta tiến hành rửa sạch cái đá đi nha, để tránh cái phần bụi bẩn nó còn xuất lại nơi ống lọc này. Sau khi rửa xong thì các bác đổ vào ống lọc cho em. Thì cái phần xoay tua này mình chỉ đổ cho nó lút cái phần lọc cắt bên dưới thôi các bác. Nếu như mà giếng nhà các bác mà bị nhiễm sắt, nhiễm phèn nặng thì ta có thể bùa thêm đá thạch anh, than hoạt tính và một số cái chất lọc khác vào để cho nó lọc nước tốt. Nhưng mà dù cái giếng nhà em thì nó bị nhiễm sắt nhẹ mùi tanh thôi, cho nên là em sẽ dùng cái cắt sông này các bác. Thì cái cắt sông này nếu như mà các bác bị nhiễm nặng thì các bác có thể lấy cái cát nó nhỏ hơn nha, bằng cái hạt mặn hoặc là giống cái cát đổ bê tông to ấy thì các bác đổ vào. Nhưng mà dù ở giếng nhà em nó nhiễm nhẹ cho nên là em lấy cái phần cát lọc nó hơi tua một chút. Đây, sau khi đổ cái phần cát lọc này nó gần đầy lên cái phần ống lọc ngược bên trên thì em sẽ tiến hành đổ cái sợi tua bên trên lại các bác. Thì hai đầu lọc này là mình đổ hai lớp sợi tua để sau này cái mạng bẩn nó đóng ở trên đây thì ta có thể sộc ra được các bác nhé. Sau khi xong thì các bác dội nước vào cho em để cho nó chảy hết cái phần bụi bẩn đất đá. Tiếp theo thì ta sẽ gắn cái đầu tê và đường nước vào cho cây lọc. Thì ở đây các bác dùng một T27 và hai đầu các bác gắn khóa cho em nhé. Các bác gắn hai cái khóa 27 của hai đầu tê như hình trên đang gắn này các bác. Ở phần cái nắp bịch bên trên nếu như bị dính các bác bị nhiễm sắt nặng thì ta có thể cắt một cái lớp cao su, sau đó dùng ống vít ta vít lại để sau này ta có thể tháo ra ta thao màng lọc được. Này cái gioăng này các bác, thì ta cắt cái gioăng này ta bủa vào bên trong, sau đó ta sẽ chế bộ ốc xít nó lại. Thì cái cây lọc này là được em đi làm và lắp cho rất nhiều hộ gia đình rồi và nhận được cái phản hồi rất tốt các bác. Nó bảo vệ cho các cái thiết bị điện nước ở trong nhà như gật gù hoặc là bình nóng lạnh và máy lọc nước, nó không phải thao cục lọc và cái bình nóng lạnh nó không phải đóng cái cặn bẩn ở trong cái màng bình các bác. Và cái chi phí để làm một cái cây lọc nước này nó cũng rất chi là rẻ thôi. Ví dụ các bác mua 5 cái khóa và các cái đoạn ống này cùng tê thì nó chi phí chỉ đến vài trăm nghìn thôi. Còn về cái phần nguyên lý hoạt động và cái cách sử dụng của cái cây lọc nước này thì em đã có làm qua cái video trước rồi, các bác có thể vào xem và tham khảo nhé. Thì xin chúc các bác nhiều sức khỏe, anh em vui và hạnh phúc trong cuộc sống.